được khởi công xây dựng năm 1899 và hoàn thành năm 1902. Đây là cây cầu thép đầu tiên bắc qua dòng sông Hồng. Công trình đã từng nằm trong top 2 cây cầu dài nhất thế giới đầu thế kỷ 20, chỉ sau cây cầu Brooklyn của Mỹ. Với chiều dài cầu chính gần 2.300m và 20 trụ cao vững chắc, cầu Long Biên từng được ví von như tháp Eiffel nằm ngang với thiết kế hài hòa, tỉ mỉ. Trải qua hai cuộc kháng chiến, cầu Long Biên đã chứng kiến biết bao sự kiện, ghi dấu mốc lịch sử hào hùng, tự hào của dân tộc, trở thành một biểu tượng ý nghĩa của thủ đô. Cầu Long Biên ngày nay vẫn mang đậm vẻ đẹp trầm mặc, hoài cổ, xưa cũ, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước ghé thăm, chiêm ngưỡng.